Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3, sách Chân trời sáng tạo, bài bảng nhân 8. Tính các tích trong bảng nhân 8. Rồi các em có thể tính các tích trong bảng nhân 8 dựa vào các bảng nhân đã học. Thầy giáo ví dụ, để tính 8 x 7 thì các em đã được học bảng nhân 7 rồi. Các em biết là 8 x 7 bằng 7 x 8. Mà 7 x 8 thì các em được học rồi. Các em dễ dàng nhẩm được là 7 x 8 bằng 56. Vậy 8 x 7 bằng 56. Từ phép tính 8 x 7 bằng 56, các em có thể nhẩm được phép tính 8 x 8 bằng cách là lấy 56 đếm thêm 8. 56 cộng 8 bằng 64. Vậy là 8 x 8 bằng 64. Có rất nhiều cách tính. 8 x 8 thì các em cũng có thể lấy 8 số 8 cộng với nhau. Chúng ta cũng được kết quả bằng 64. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bảng nhân 8. Bắt đầu từ 8 x 1 thì các em ghi nhớ cho thầy giáo là số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó. 8 x 1 bằng 8. 8 x 2 thì các em lấy kết quả của phép tính trước, các em đếm thêm 8. Lấy 8 cộng 8 bằng 16. 8 x 3, các em lấy 16 cộng 8 bằng 24. 8 x 4 thì các em lấy 24 cộng 8 bằng 32. Rồi 8 x 5 thì các em sẽ lấy 32 cộng 8 bằng 40. 8 x 6 thì các em sẽ lấy 40 cộng 8 bằng 48. 8 x 7 thì các em sẽ lấy 48 cộng 8 bằng 56. 8 x 8 thì các em sẽ lấy 56 cộng 8 bằng 64. 8 x 9 thì các em sẽ lấy 64 cộng 8 bằng 72. 8 x 10 thì các em sẽ lấy 72 cộng 8 bằng 80. Rồi với cách làm như vậy thì các em có thể hoàn thiện bất cứ một bảng nhân nào. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong bảng nhân 8. Rồi tiếp theo là các em sang phần thực hành 1. Các em điền số thích hợp vào chuỗi chấm để hoàn thành dãy số này. Bắt đầu từ số 8. Chúng ta đếm thêm 8 thì các em sẽ được số tiếp theo. 8 cộng 8 bằng 16. 16 cộng với 8. Các em được số tiếp theo là 24. 24 cộng 8. Chúng ta được số tiếp theo là 32. Rồi bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành dãy số này nhé. Rồi tiếp theo 32 cộng 8 bằng 40. Rồi để tìm số này thì các em lấy số trước nó là 48 cộng 8 bằng 56. Để tìm số này thì các em sẽ lấy 64 cộng 8 bằng 72. Được chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta sang phần thực hành 2. Đọc phép nhân trong bảng nhân 8 có tích là mỗi số dưới đây. Thầy giáo gợi ý số 16. Các em đọc phép nhân nào trong bảng nhân 8 có tích là 16. Có nghĩa là 8 nhân mấy bằng 16. À, 8 nhân 2 bằng 16. Đúng không? Tương tự 8 nhân mấy bằng 40. À, 8 nhân 5 bằng 40. Rồi dựa vào gợi ý, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tiếp theo là 8 nhân mấy bằng 8. À, 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân mấy bằng 32. À, 8 nhân 4 bằng 32. 8 nhân mấy bằng 64. À, 8 nhân 8, đúng không? 8 nhân mấy bằng 24. À, 8 nhân 3. 8 nhân mấy bằng 56. À, 8 nhân 7. Rồi 8 nhân mấy bằng 80. À, 8 nhân 10. 8 nhân mấy bằng 48. À, 8 nhân 6. Rồi cuối cùng là 8 nhân mấy bằng 72. À, 8 nhân 9. Được chưa? Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 1, tính nhẩm. Phép tính nhẩm thứ nhất là 8 nhân 3. Các em nhẩm 8 nhân 3 bằng bao nhiêu? 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 2 thì các em lấy 8 thêm 8 bằng 16. 8 nhân 3 các em lấy 16 đếm thêm 8 bằng 24. Vậy 8 nhân 3 bằng 24. 8 nhân 2 bằng 16. 8 x 7 1 2 3 4 5 6 7. 8 x 7 bằng 56. 8 x 8. 8 x 7 thì sẽ đến 8 x 8. 8 x 8 bằng 64. Các em lấy 56 cộng thêm 8 bằng 64. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành các phép tính nhẩm còn lại nha. Rồi tiếp theo là 8 x 5. 8 x 5 bằng 40. 8 x 9 bằng 72. Các em chưa học bảng nhân 9 nhưng các em cũng có thể biết được là 9 x 8 bằng 72. Đúng không? 9 x 8 thì bằng 8 x 9. 8 x 4 bằng 32. 8 x 6 bằng 48. 8 x 0 thì bằng 0 rồi. Số nào nhân với 0 thì cũng bằng 0. Hay là 0 nhân với số nào thì cũng bằng 0. Rồi 8 x 10 thì bằng 80. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Hỏi 8 chiếc xe như thế có bao nhiêu bánh xe? Rồi các em hình dung như sau. Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. Mỗi bánh xe thầy giáo thể hiện là một chấm tròn. Mỗi chiếc xe có 18 bánh xe. 8 chiếc xe như thế thì có bao nhiêu bánh xe? Một chiếc là 18 x 1. Hai chiếc là 18 x 2. Rồi tương tự chúng ta có 18 x 3, 18 x 4, x 5, x 6, x 7, x 8. Như vậy 8 chiếc xe như thế thì có số bánh xe là 18. 18 bánh xe được lấy 8 lần. Chúng ta có phép nhân là 18 nhân 8. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Trước hết là các em viết câu trả lời. 8 chiếc xe có số bánh xe là 18 nhân 8. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. Trước hết là các em lấy 8 x 8 này bằng 64. Thì các em nhớ là chúng ta sẽ viết số đơn vị và nhớ số trục. 8 x 8 bằng 64 thì các em phải viết 4. Các em viết số đơn vị. Các em viết 4, nhớ 6. Các em nhớ 6. 8 x 1 bằng 8. Thêm 6 là 14. Viết 14. Vậy 18 x 8 bằng 144 bánh xe. Rồi đáp số là 144 bánh xe. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách Sách Phát Toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Rồi xin chào và chúc em học tốt.